Trên tay hạt điều Phước Thịnh là cái sản phẩm hạt điều rang muối túi 500 g nha. Hàng này là hàng hay đi máy bay nè, hàng loại 1 đi máy bay nè, hay là tặng biếu nè, làm quà. Đây là túi 500 g, giá bán lẻ trung bình là 150 ngàn, còn bỏ sỉ thì theo số lượng nha. Thấp nhất là đầu giá từ 100 ngàn đổ lên theo số lượng nha.